Chiều nay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết có buổi kiểm tra thực tế tiến độ thi công một số công trình dự án trên địa bàn thành phố. Cùng đi có đại diện các sở ban ngành và lãnh đạo các quận huyện liên quan. Đến kiểm tra dự án cải tạo xây dựng hệ thống thoát nước mưa trên địa bàn quận Thanh Khê và Liên Chiểu, đoạn đường Hà Huy Tập từ trước cổng trường tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ đến đường Nguyễn Nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị ban quản lý dự án và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, rà soát và xử lý các vấn đề phát sinh từ cao trình mặt đường cho đến hệ thống cống thoát nước, giải quyết triệt để tình trạng ngập úng tại khu vực này. Lưu ý quận và địa phương tiếp thu ý kiến của người dân, tổ chức nạo vét thường xuyên để khơi thông dòng chảy. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh. Đề nghị là nhà thầu là tập trung chuẩn bị hết cái điều kiện thi công, kết thúc trước mùa mưa là phải hoàn thành này. Đồng thời thống nhất là thêm cái cửa van đây với lại nghiên cứu cái cống này, sử dụng cái kinh phí dự phòng thôi nghe, sử dụng kinh phí dự phòng của dự án này chứ còn không có kinh phí khác. Cũng thông báo các hộ dân xung quanh đây tinh thần chung đó để họ biết cái chủ trương, họ bỏ kiến nghị này, sắp tới họ kiến nghị thêm. Đoàn cũng đã đến kiểm tra dự án cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Như Hạnh, đoạn từ trục 1 Tây Bắc đến kênh Phú Lộc, quận Liên Chiểu. Hiện đã thi công hoàn thành mặt đường bê tông nhựa, hệ thống thoát nước và cấp điện đoạn từ km 0 cộng 200 đến km 0 cộng 346,37. Đoạn còn lại chưa triển khai do vướng 14 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị quận, địa phương khẩn trương kiểm tra, xử lý các kiến nghị của người dân, sớm trả lại mặt bằng để đảm bảo tiến độ thi công dự án. Về giai đoạn 2, đề nghị các đơn vị liên quan sớm trình hồ sơ để đưa vào dự án tuyến cống thoát nước Khe Cạn, giúp đồng bộ giải pháp thiết kế đảm bảo thoát nước toàn bộ khu vực. Đến kiểm tra tiến độ xử lý kỹ thuật và thảm bê tông nhựa các tuyến đường còn lại tại dự án khu tái định cư Hòa Liên 4, giai đoạn 1 và 2 huyện Hòa Vang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công và chỉnh trang các tuyến đường mới, sớm đồng bộ khớp nối hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phục vụ dân sinh không để chây ì kéo dài.